Xin kính chào tất cả các khán giả của sân khấu đầu tiên. Mình là Ôn Vĩnh Quang. Hiện tại Quang đang là ca sĩ, diễn viên và là voice talent. Đến với sân khấu đầu tiên thì Quang muốn gửi tặng một bài hát đến với lại một người chị, vừa là một người bạn, một người thầy và cũng là người quản lý đầu tiên của Quang khi Quang bước chân vào con đường âm nhạc. Cho đến hiện tại thì chị vẫn luôn là một người cố vấn và là một người tri kỷ ở bên cạnh Quang, và hầu như là cuộc sống của hai chị em không tách nhau ra được. Quang là người rất hay thể hiện tình cảm, nhưng không phải là một người giỏi thổ lộ tình cảm. Cho nên có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình phải nói ra những cái lời ở trong lòng của mình. Mặc dù cái hành động đối với mình nó dễ lắm, nhưng mà đôi khi là một người em, còn là một người đàn ông nữa, thì những cái lời nói nó sẽ khó nói ra hơn là những cái hành động. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay thì phải nói ra thôi. Chị ơi, có lẽ là suốt cái khoảng thời gian chị em mình ở bên nhau thì em hát cho chị nghe cũng nhiều, nhưng mà chưa có một lần nào em có một bài hát thật sự để gọi là dành tặng cho chị. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến chị một bài hát. Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua đã chọn ở bên cạnh nhau. Chị vẫn chọn là chính mình, và vì đó là em, của nhạc sĩ Diệu Hương, gửi tặng cho chị. Chị có bất ngờ về món quà này không? Chị rất cảm động, bởi vì Quang biết chị thích bài hát này. Chị rất thích bài hát này, nhưng mà gần như là chị chưa bao giờ nghe hát bài này. Và chị rất là bất ngờ khi Quang chọn bài này. Dạ vâng. Chị có phải là người khó tính khi mà nghe Quang hát không? Rất khó tính. Vậy thôi, bây giờ xin mời vị khán giả khó tính hãy ngồi vào một cái vị trí trung tâm ở đây và lắng nghe, đón nhận món quà của ông Vĩnh Quang ha. Xin mời ông Vĩnh Quang cùng với chị Kim đến với không gian của sân khấu đầu tiên nha. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Em muốn thay một người để gửi tặng đến cho chị bài này, nói một chữ tiếng Anh đơn giản là Dear Randy. I hope you love my sister forever. Thank you so much, because anything you do it, thank you, Randy.